Bài 59. Ăn, ăn, ân. A ngờ an, an. Chữ A cao hai ô ly nối liền sang chữ ngờ. A ngờ an, an. Chữ ngờ gồm có chữ N cao hai ly ghép với chữ G 5 ly, gồm 2 ly ở trên và kéo xuống dưới dòng kẻ ngang đậm 3 ô ly. Chữ N ghép với chữ G tạo thành ngờ. A ngờ an, an. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện viết bảng con và vở ô ly. Ngờ ăn, ăn. Viết chữ A cao 2 ly nối liền sang chữ ngờ, rồi viết dấu á trên đầu chữ A. Á ngờ ăn, ăn. Chữ N cao 2 ly, chữ G 5 ly, 2 ly ở trên dòng kẻ ngang đậm, 3 ly kéo xuống dưới dòng kẻ ngang đậm, chữ G 5 ly. Á ngờ ăn, ăn. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình luyện viết bảng con và luyện viết vào vở. Ớ ngờ ân, ân. Viết chữ ớ nối liền sang chữ ngờ. Ớ ngờ ân, ân. Viết chữ A cao 2 ly nối liền sang chữ N cao 2 ly. Chữ G cao 5 ly, 2 ô ly ở trên dòng kẻ ngang đậm, kéo xuống dưới dòng kẻ ngang đậm 3 ly. Viết dấu ớ trên đầu chữ A. Ớ ngờ ân, ân. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình luyện viết bảng con và vở ô ly. Ớ ngờ ân, ân. Ớ ngờ ân, ân. Còn rất nhiều video đặc biệt, chỉ những ai bấm đăng ký kênh rồi thì mới xem được đầy đủ. Vậy bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút like và đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô Lan. Xin chào và hẹn gặp lại.